Con ơi, con ở nhà chùa đi nghe con. Con ở nghe kinh nghe kệ đi nghe con. Mẹ cũng thương con dữ lắm, mẹ biết sao giờ, mẹ biết sao giờ. Nhà mình không có đất có đai phải chịu thôi con ơi. Mới đã bao lâu mà mẹ con xa nhau rồi, biết chừng nào kiếm gặp con đi. Thì giờ nó cho nó vô đây làm số nó tới nói vậy đó. Con đi mãi mãi không về, biết như nào mẹ gặp con đi. Nhớ con quá à, thấy con tội nghiệp quá à. Dạ. Cô ba với lại cô đây cũng thắp cho những ngoài cô chú trong đây cũng nén hương, cũng như là để cũng như là gửi một cái lời gửi gắm anh Danh ở nơi này. Nó cũng mong anh được an nghỉ. Con ở đây con nghe kinh nghe kệ đi. Con mạo siêu thoát. Tội nghiệp con quá à. Thấy tội nghiệp quá Dạ xin chào quý khán giả đang xem kênh Bavina TV. Dạ thì lời nói đầu tiên cho em gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến toàn thể quý khán giả cũng như là mạnh thường quân ở trong và ngoài nước. Dạ thì hiện tại thì em đang ở chùa Vạn Phước ở đường Trương Công Định ở tỉnh Sóc Trăng đó cả nhà. Nơi đây cũng là nơi an nghỉ của anh Danh 49 tuổi thì không may bị té ao và cũng như là đã qua đời. Dạ thì hôm nay cũng là ngày thứ bảy từ khi anh Danh mất. Thì hôm nay thì em cũng đến đây cùng với mẹ anh Danh, đó là cô Ba, để chia sẻ những cái hình ảnh người mẹ đến đây để thăm con trai sau 7 ngày gặp cái sự cố không may như vậy. Dạ thì ở đây là trước cái cảnh quan của ngôi chùa Vạn Phước đó cả nhà. Thì theo em được biết thì đây cũng là một ngôi chùa rất là lớn ở tại tỉnh Sóc Trăng. Và những cái người mà khó khăn, những cái gia đình mà muốn gửi những cái di ảnh cũng như là cho cốt vào chùa để thờ cúng cũng như nghe kinh Phật thì cũng đến đây rất là nhiều cả nhà. Thì trong ngôi chùa này theo em được biết thì có rất nhiều cho cốt cũng như là di ảnh của những người đã mất. Thì mới vừa rồi thì em cũng đã có gặp hỏi thăm sư thầy ở đây. Dạ thì bây giờ em mời cả nhà cùng em đi vào bên trong để thăm anh Danh cũng như là thắp cho anh một nén hương cả nhà. Cả nhà thì bây giờ thì cô Ba cũng như là một người cô ở kế bên nhà thì cũng đã đến đây để thăm anh Danh nè cả nhà. Chào cô nha. Dạ, cô đi nào? Dạ con đi một mình hả cô? Dạ. Mình đi vô cô ha. Thì hôm nay thì sau 7 ngày mà anh Danh mất thì cô Ba cũng là trở lại chùa để đến đây để thăm anh Danh. Vô theo thầy kìa, theo thầy kìa cô ạ. Đi vô phía trong cái nơi mà để di ảnh cũng như là cho cốt của anh Danh đó nha. Ở đây là chùa Vạn Phước. Vạn xanh. Thôi con chào thầy nha. Chào thầy. Khi mà cô Ba đến đây khi mà thấy cái di ảnh của anh Danh thì cũng không có chịu nổi. Dạ. Trời ơi. Ở đây thì có rất là nhiều những cái
cốt của những người không ai như là Phật. Cứ gì về thì còn cạn. Cứ về cái là nói với mẹ vậy ha. Nói với mẹ vậy đó. Mẹ con lụm được mấy cái ly con mừng quá trời mẹ. Dạ. Nó bữa nào mà con thấy nó bán được chừng vài chục ngàn cái về, trời ơi đốn đường cô á, cô đi bán gì đó. Dạ. Đốn đường gì? Mẹ ơi bữa nay con bán hỏi bữa nay bán có tiền rồi, có xin tiền mẹ không? Không, bữa nay con không xin tiền mẹ đâu. Bữa nay con không xin tiền mẹ đâu, con có tiền rồi nè. Dạ, hôm nay con bán có tiền rồi. Hôm nay mà bán có tiền rồi con không xin tiền mẹ đâu. Dạ. Thấy tội nghiệp con quá. Cô ngồi hoài con ơi, cô không có quên nổi con ơi. Dạ, sao mà quên được một xong ngày. Với mình là hồi là đẻ ra tới giờ là con thấy 40-50 năm rồi còn gì nữa mà không thương nhớ. Dạ. Bị lớn vậy đó mà cô đi bán về cô thấy nó nằm buồn trên cái giẫm cái cô. Rồi cho mẹ hung miếng coi. Dạ. Cái cười đó trời, mẹ hung con nữa. Dạ. Mình thấy nó vậy mình tội nghiệp á. Dạ. Nghiệp về ngày hôm qua cô nói mấy hi mày xuống quay đó kiếm mày, trời ơi phải con biết gì con chạy gì anh Nghiệp á, phải con biết gì con chạy gì, tôi nói mày chạy gì mày ôm giấy số về, con ôm giấy số kệ đại đi con chạy gì. Dạ. Cô đang ấy bông ra để hôm nay là 7 ngày là hôm nay cúng cơm hôm nay 7 ngày rồi. Dạ. Thầy cũng đang chuẩn bị ấy trái cây. Cô tính đi bán mà đi sao làm như không nổi, với nhớ trực quá con ơi. Dạ. Cũng già nghỉ vài bữa cũng phải đi. Chào thầy nha. À, thầy. Dạ lên rồi nãy giờ cũng đứng trò chuyện với thầy. Thầy hôm nay cũng lớn tuổi rồi. Ủa, người bông này mình làm sao thầy? Dạ. Tắm một bình được hả thầy? Hay là một bình được rồi, bình đem ra trước. Con nhận một bình đi, còn bình là cho thầy. Là có người cô ở cái nhà chở cô ba đi á, chứ thôi cô ba cũng không biết đi ra. Dạ chứ ơi, chứ sắp dĩa trái cây mình để lên bạc thật trước cái kia. Rồi để rồi thầy. Dĩa bị rồi. Bông. Ở dĩa lên cái bình bông nó lên thì mình để chân dĩa tạ đây. Dạ. Dạ. Còn cái này sư để đâu đây? Con muốn làm nữa. Hỏi. À, hỏi sư á để cho. Cái này bằng dâu để chỗ nó đấy nè. Đây cái hình của cái chỗ mà nó để cốt của anh Danh. Nó nằm trong góc luôn hả? Nằm trong góc nha cô ba. Dạ. Ở trong đó nó có nhà. Bữa nay con để lại đây nha. Thấy cũng lịch sự quá con ha. Dạ. Mặt mày cũng lịch sự quá chứ. Dạ. 49 tuổi rồi thầy. Dạ. Cái này con để đâu đây thầy? Chỗ nó. Chỗ đó rồi. Dạ. Chỗ y đó. Để chú. Dạ. Cô cái này cũng không có nói số mạng gì. Dạ. Dạ. Trẻ trẻ tới rồi tới nhỏ. Tới rồi tới. Nhỏ. Ồ. Thầy nói ở đây là số phận của mỗi người ai không biết trước được đúng không thầy ha. Ừ. Trẻ nhỏ. Dạ con ở xã Mỹ Phước tú ở trọng gần đường Tràm ở trọng. Chùa Phước Long không? Không, ngoài này chút. Phước Long là chỗ Long là dòng chồng cũ à? Phước Long. Trước là ở ngoài này có ở trống xích trống nữa mà. Còn ở gì là ở xích ngoài này một chút chùa đó. Không, cái này con ở này con nhỏ em con. Dạ. Là ở xã Mỹ Phước. Xã Mỹ Phước luôn thầy. Dạ. Còn bữa là thiêu là ở Tam Sóc. Thiêu là ở chùa Tam Sóc. À. Bị không có đất trong cái này thiêu rồi. Đúng rồi, trong ngay chợ Tam Sóc thì Phật tử đây là mấy ông ở chợ Tam Sóc. Con thiêu là ở chùa nhưng mà con ở tuốt ở trong xã Mỹ Phước trong á. Mỹ Phước là chú vừa đó ha. Không có.
đi bước bị bước chỗ đường chạm rồi đường đi chặt cú đó vô gia đi vô cầu cống mới phước là quẹo vô đi vô cổng gần tới gần chạm đó là rẽ qua rồi con chạy thẳng vô cổng nữa là đường đi con ở nửa đường ra chặt cú ngoài chặt cú là chặt cú ngã năm á dạ dạ con ở nửa đường không có ở trong nửa đường trong này cô ở đó gần đó cô có đi tới chùa rồi Vũ Long chùa Học Nổi con không có đi có mấy đứa nhung đứa con nó biết con không có đi trong cái chùa Học Nổi đó thầy kế thừa cho hòa thượng rồi thầy mất rồi thầy quản lý cho có mấy đứa con thầy quản lý dưới đó luôn Học Nổi đó phải không dạ mấy đứa con nó đi gần 30 rồi nó có đi chứ con là con đi bị con cái lưng yếu quá con có lễ lập gần lớn dỗ đó thì thầy phải vô dạ để trong đệ tử ông ở trong giữ cái chùa Vũ Long với cái chùa Bập Nổi đó dạ. Giờ con định là con gửi anh lại đây đặng cho thầy cũng bảo cho con rồi tại vì con bắt đi đăng di số con gửi thầy nửa đường ra con gửi cho thầy cũng tới 49 ngày rồi 3 tháng rồi tụi con vô 3 tháng nhà tụi con vô dạ. Về chùa nó cũng nhiều lắm à giờ thêm cái phước quà nhớ mua cúng cho nó rồi bữa nay mình có cúng cho nó ăn không dạ bữa nay cúng trái cây rồi mai cúng bữa nay 7 bữa rồi đó nó về là gặp 30 là nó đi về đi chùa nó biết chùa nào con gửi thầy tiền gửi con gửi tiền dạ đúng rồi dạ đúng con mới gửi cho thầy gửi thầy để thầy đây gửi cho thầy 1 triệu nhận ra thầy ai đâu dạ có cảnh khó khăn đó thì nhân khó cho dạ dạ chứ tiền bạc thì nó thành vấn đề gì đâu dạ thầy ở đây muốn gửi chút nhang để cho ổng có phước gì thôi dạ chứ nhờ cô bé cổ chạy lại cô nói nghèo lắm tụi con là gì đó dạ cái gì tổ thiện nguyện gì đó dạ thì nó ở đây không có gửi không có tính tiền tới bạn gì đâu dạ nãy sư nói là ngồi cái đợt dịch đó là nhiều người gửi lắm hả sư hả dạ con ơi dạ ôm cứ ôm lại khóc thôi ghía là phải chịu hết nổi tại này thôi đừng có khóc nhiều lắm người ta đi bất tử đó dạ rồi người ta bức xúc nghe thì con nói thôi lại cái tần số mà yeah. Cái mùa dịch nó cũng ảnh hưởng do cái sức khỏe của bà con nữa lắm nó cũng ham vô chùa lắm con ơi tại vì ở nhà cũng vậy nữa đốt nhang ngày hai ba giác đốt nhang lại hoài luôn đó nhang lại rồi dặn mẹ đi bán về mẹ mua cho con miếng bánh ngày tối con cúng nha ấm thực 36 đó ông Long đó dạ trời ơi ông khóc như đám ma vẫn ơi tôi nói trời ơi chú lại chú khóc quá trời tôi dạ. Chiếm nữa tôi gửi đây nè dạ cũng vậy bà thì hiền lắm dạ sớm gì mai cũng thương nữa ở đây có rất là nhiều phụ cho cốt thấy tội nghiệp của ông quá còn nhỏ mà cũng như đột ngột quá dạ cái đột ngột không bức xúc đi Sài Gòn mà chở cái hũ cốt về tới cầu Trại Men người ta không cho vô rồi ổng khóc ổng năn nỉ dữ lắm mới đem vô đây mà không có ai mà đàn ông mà ổng khóc bao nhiêu thầy nói đàn ông mà khóc nhiều quá thương vợ cũng tội dạ thỉnh thoảng dầm là gì đó ổng vô cô nhà. Ngồi nhà dắt cô ngồi buồn thì cô nhìn cô nhớ tới cái này cái kia cái khóc ghía là cũng hết nước mắt rồi nhớ thương con tội nghiệp con quá biết nói gì sao giờ cái số phần nó nhiều vậy số con dạ. Vậy thôi cũng ở về chùa ở cô vô dạ. Dạ 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 à, cô ba vô thắp nhang rồi cảm ơn thầy nha dạ đây là thầy ủa nhăn chứ dạ. Con của ba này đúng không? Thư con của cô này hả? Tên gì? Nguyễn Thành Danh đúng không con? Nguyễn Thành Danh. Dạ. Bữa nay 7 bữa dạ. Chúc bữa nay là cúng cơm.
cầu mong anh thì được nghỉ ở đây cũng như là nghe kinh nghe Phật cùng với các cô chú ở đây, các ông bà ở đây. Danh 49 tuổi. Phật ơi, rồi. Cầm rồi, cầm rồi. Qua cầm rồi. Con ơi, ở con ở nhà chùa đi nha con. Con ở nghe kinh nghe kệ đi nha con. Mẹ cũng thương con dữ lắm, mẹ biết sao giờ, mẹ biết sao giờ. Nhà mình không có đất có đai phải chịu thôi con ơi. Đem giá đi thôi, tôi tới giờ thọ đó. Dạ. Cơm cái cúng. Dạ. Thắp nhang cho đi. Dạ. Mới đã bao lâu mà mẹ con xa nhau rồi, biết chừng nào kiếm gặp con đi. Bây giờ thì cho nó vô đây làm số tới nó vậy đó. Cho nó nghiêm túc. Nó là tin mẹ, nó báo, nó nói nhà nó. Nhà nó niệm Phật nó lên. Con đi mãi mãi không về, biết như nào mẹ gặp con đi. Các cô chú anh chị trong này luôn nghe kinh đó, thì cô ba cũng thấp nhớ con quá à, thấy con tội nghiệp quá à. Dạ cô ba với lại cô đây cũng thấp cho những mà cô chú trong đây cũng nén hương cũng như là để cũng như là gửi một cái lời gửi gắm anh Danh ở nơi này nó cũng mong anh được an nghỉ. Con ở đây con nghe kinh nghe kệ đi. Con mau siêu thoát. Tội nghiệp con quá à. Thấy tội nghiệp quá à. Trời ơi, nói sợ chết lắm á con. Mẹ, cô ba nói gì, cô ba nói mày đi hoài giết rồi. Mày bệnh hoạn rồi, ai đâu cho mày. Mẹ ơi, con không có chết đâu mẹ. Mẹ yeah. Con không có chết đâu. Em, bữa nào cũng vậy con thấy hả? Khuya cái nó thức dậy. Mẹ ơi mẹ thức đi mẹ, mẹ nấu cho con bình nước trà thôi, miếng nước trà thôi rồi. Đừng cung cúng ngoại. Con cúng ngoại đó mẹ. Con hiếu với ngoại, ông ngoại bà ngoại lắm. Mua ổ bánh mì vậy cũng xé hai ra rồi cái để hai miếng đường để cho ngoại chấm ăn. Trời con hiếu lắm. Con hiếu quá ha. Con hiếu dữ lắm. Con mua một con thấy ha, chiều cái mua ca cà phê đá về cái để vô hai cái muỗng. Hai cái ống hút cỡ cung cúng ngoại. Hai cái muỗng hai cái ống hút cho ngoại hút. Ngoại ông ngoại bà hút. Nó cô hiếu lắm. Thấy tội nghiệp quá con ơi. Mình cũng phải chịu thôi chứ giờ sao giờ con. Số phận rồi. Số phận nó vậy đó. Mấy cô mấy chú ở đây cũng cho nó ở chung vô với mấy cô mấy chú ở đây. Đi ngoài cô ba. Ngoài ngồi đi. Sáng cô ba chắc đi sớm hả cô ba? Đi hồi mình đi cỡ nhiêu giờ hả chứ? Đi ra đây ngồi đi cô ba. Dạ. Dạ đúng rồi đói. Sáng thì sớm quá. Con
ra tới trước này cô. Con hay quá à, con mau quá à, con mới điện cô ba là con tới đây rồi, con hay thiệt á. Con bấm lên bản đồ con đi mà, con bấm lên bản đồ con đi nhanh lắm, bấm chính xác. Nói chùa dạng phước là con bấm lên bản đồ là con chạy nhanh. Rồi con hỏi xăm không? Dạ không, con có bản đồ trên điện thoại, con đi trên mạng, bản đồ, nên là nhanh lắm. Mạng lắm, ở đâu nó bấm rồi cái nó biết ở đâu á. Vậy là cái chùa này là có một cô, cái cô bữa hả, cô Sưng phải không? Phải không cô? Không phải, cô Sưng là của đũa chùa Thập Đỏ. Rồi cô đây là khác nữa. Khác nữa. Cô Sưng hồi cái bữa mà tụi con về rồi đấy hen. Dạ. Rồi chiều rồi đấy hen. Dạ. Là cô Sưng có tới nhà cô. Dạ. Đem cho cô 2 lốc sữa. Dạ. Với cho cô được 900 ngàn. Ồ. Được 900 ngàn rồi nói là cũng như là cô bác người ta gửi cho. Dạ. Cô 2 lốc sữa. Rồi dạ. Nói với cô, nói với Nghiệp á, dỗ Nghiệp á. Nghiệp ơi, Nghiệp thấy thương Nghiệp quá à. Nghiệp gán uống sữa vô đi ngang, uống cho nó khỏe đi bán. Cô dễ thương quá. Cháu cô cũng ở gần đây hả cô ba? Bữa cô nói cháu cô ngoài Sóc Trăng hả? Ở ngoài Sóc Trăng á. Ở đường 30 tháng 4 á con. Đường 30 tháng 4 á. Thì để chắc cháu nhờ ai đó hỏi chùa giùm phải không ta? Nó hỏi chùa giùm. Dạ. Cũng như cô nói gỡ chùa đó thì cũng được, nhưng mà con thấy anh của con á là không có dân đọc kinh, không biết đọc kinh tiếng Khmer. Dân đọc kinh, còn bên kia là người Khmer, dân đọc Khmer. Nên là có khi do đó thì cái đọc kinh biết, con hiểu rồi. Kinh kệ vậy đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Thành ra nói cháu đó thì thôi để nó đi hỏi chùa bên kia. Ba bác tư vô đem vô chùa người Việt nghe nghe tiếng Việt á. Dạ. Bên kia thì người dân tộc người ta mà người ta cũng nhận vậy nhưng mà bị người dân tộc. Dạ. Hôm nay anh Nghiệp chắc cũng đi bán vé số thôi cô bà. Bán vé số sáng đi cái nói phải con quên không thôi con không lấy vé số con đi với mẹ. Đấy là mày đi rồi có mấy vé xuống. Trời ơi phải con biết con gì rồi đó mẹ, con biết con gì rồi đó. Dạ. Nói sao mày biết được? Dạ. Thương ảnh hiền quá chừng. Con đứa nào cũng vậy, nói chuyện với mẹ gì đó ngọt ngào lắm. Danh cũng vậy nữa, dì ba về, cô ba về tới cửa cái Danh ơi con có trong nhà không? Dạ con ở trong nhà nè mẹ. Hỏi Út nó coi con lấy cái thau ra bưng miếng nước đá vô được mẹ con mình uống. Chút nào đỡ lúc nãy ha. Nói ngay bây giờ tụi con quay lên vậy cô bác gần xa. Dạ. Mạnh thường quân ở gần ở xa cũng thấy tình cảnh vậy đó. Dạ. Cũng nhờ tụi con giúp đỡ cho mà các cô chú mạnh thường quân giúp đỡ. Thấy hoàn cảnh nó vậy thì cũng mang ơn nhiều lắm. Dạ. Cô cũng hai mặt cô cũng cảm ơn thì con trước các mạnh thường quân. Cảm ơn mạnh thường quân. Gần xa hết. Dạ. Cũng ủng hộ cho nó, gia đình nó cũng hoàn cảnh khó khăn gì đó. Dạ. Cũng rất cảm ơn. Dạ cô. Một người cô mà từ những cái video trước thì tụi em có chia sẻ là cô cũng là cái người ở sát bên nhà, rất là hiểu về cái hoàn cảnh của cô ba đây. Thì lúc đầu thì cô cũng có mong muốn khi mà chia sẻ lên là kêu gọi để giúp đỡ cho cô ba. Dạ. Cô cũng ở kế bên đó ngay, mình ít nhiều gì cũng thấy biết rõ. Dạ đúng rồi. Cô từ đầu tới cuối cô với chú á là khi mà hay nói chết rồi á, mẹ nó la rồi á là cô với chú thì ra thì chú ông tiếp kéo lên. Dạ. Giúp đỡ là cô phải đi chạy hàng dương cho nó. Dạ. Cô nói con nghe, ở cô bác gần xa đó thì người ta chỉ giúp thì cũng giúp. Nhưng mà người ta đâu có mà biết cái chỗ mà hàng dương gì đâu cho nó dùng. Thành ra cô phải chạy dùng cho nó thôi, kệ nó đi em mình chứ ai. Dạ. Đó, thành ra cô phải chạy bận đi lo chứ trong nhà bây giờ ví dụ như nó là nó bối rối nó không có biết gì hết đó. Nó không còn biết cái gì hết á. Cô bò không đó cô không biết được đi luôn á. Phải nhờ chị em ở ngoài người tiếp tay chân cô bác tiếp tay chân gì đó. Dạ. Bằng xa cũng tiếp nó cũng mừng cũng mang ơn gì. Mà hay con gì là quảng loạn rồi, nó rất quảng loạn mà không biết gì nữa hết. Nếu mà cô không giúp cho nó thì có ai đâu mà cô bác lại súng lại ta. Dạ. Tiếp ở trong nhà thôi. Dạ. Chứ ta đâu có gần cái dụng hàng gương phải chạy vòng ngoài đó, nữa đó, rồi xin hàng xin hàng lo đó vậy đó. Dạ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Chút xíu nữa thầy nói chút xíu nữa cúng cơm chút xíu cúng cơm. Dạ.
8 giờ quá, chắc 8 9 giờ rồi cũng coi. Giờ 8 9 giờ rồi đó. Phải không? Dạ. Giờ này chắc cũng gần tới ha con ha. Giờ gần 9 giờ rồi. Cô gửi trong trong này cô gửi mà đà 1 triệu. Dạ. Cho cúng dùng luôn nha, cô khối rồi cúng dùm á con. À, gửi cho tăng cho thầy 1 triệu để cho thầy 1 triệu. Tới mấy cái ngày đó, cái ngày mà. Cái ngày đã cúng. Hôm đó con nhà mình ở xa. Dạ. Lần đi lần khó, dạ. Đâu phải có phương tiện đó mà đi. Rồi thành ra bây giờ á, mà gửi vậy đi rồi cho thầy, cho mấy sư thầy cúng dùm. Cúng dùm tới 100 ngày thì nó ra rồi đó. À, đúng chứ rồi. Chứ giờ con thấy giờ đi hoài xa xôi quá chừng luôn. Rồi tiền xe, tiền cộ, thí dụ như cô gánh cô đưa đi. Dạ. Gánh rồi đi tiền xe cúng. Ừ, tiền xe đó mấy trăm ngàn. 350. 350 ngàn đó. Dạ, con nghĩ là 300 ngàn. 350 ngàn đó con. Ừ, dạ. 300 ngàn đi hoài cũng khổ ha. Dạ. Thì đó mình gửi đây cho sư thầy ấy dùm người đó. Dạ, cô lâu mình ra mình thăm con. Cô rảnh cô chở đi dùm được rồi cô cũng mắc mần chứ. Dạ đúng rồi. Không có thời gian hoài phải không con? Dạ. Đó vậy đó. Tội nghiệp. Giờ nó đây rồi cũng an tâm rồi. Dạ, vô đây thấy mừng rồi đó. Thấy mừng cho rồi. Cho nó vô đây nghe kinh nghe kệ cho nó. Ở trong đây thì có mấy sư thầy trong đây. Nói vậy. Tới lui hôm nay cũng rất là nhiều nhiều người đó con nghe nhiều người ha nhiều người lắm đó gì cũng gửi cho mày con cho con thấy không dạ nghe kinh gửi nghe kinh nghe kể rồi. Nghe kinh nghe kể chắc mà mấy người gửi chắc cũng thiêu không đó con mấy người dạ. Thiêu chôn đồ ta cũng thiêu hết thiêu thiêu, thiêu đó cốt nhóc ở chân luôn đó khô thiêu ở cốt nó nhóc ở chân luôn có hình có hình luôn có hình cũng như có hiểu cũng có người chôn ta cũng đem dạ đúng rồi có khi đem vô chùa hình với ly hương dạ đúng rồi ta cũng đem vô dạ cái kiểu nhiều khi nhà cũng có không có người ở nhà người ta đưa vô chùa như chị ba giờ nếu mà chị ba để anh danh ở nhà có ai đâu đốt nhang cho nó đi bán tối ngày tới chiều ba chồng cô mất hồi tháng ba năm rồi chứ hả 16 tháng 3 đó rồi con coi chưa có mua ai gì nữa. Cô còn buồn lắm, cô đi bán cũng hay kêu khóc hoài luôn vậy đó. Cái đột xuất không? Đó, đột xuất không? Dũng ba đó, ổng đậu xe chỗ đèn xanh đèn đỏ đó. Dạ. Rồi cái ở sau cái kiểu xỉn xỉn rượu nên nó chạy nó tông rồi nó bỏ luôn. Ừ. Bỏ luôn. Gãy 4 cái ba sườn. Gãy 4 cây ba sườn đó con. Ừ. Đau đớn. Chưa hết nguôi ngoai. Chưa có nguôi ngoai nữa là con thấy nữa, dập dồn nữa rồi. Chuyện buồn nó cứ dồn dập tới hoài. Cái giọng thì anh Danh hai chồng của ba là phụ hộ cho cô ba với lại anh Nghiệp. Từ đây xuống lên thì làm ăn hay cái gì nó cũng thuận lợi hết. Ở nhà bây giờ đó cái bàn thờ đó thì thờ ba người rồi. Dạ. Rồi bây giờ thí dụ người Danh này á nhà nó không có chỗ nào đâu mà để thờ. Có chỗ nào đâu để thờ cho nó được đâu. Để thờ con thấy khổ. Mà như anh không. Danh rồi nếu thờ là phải để dưới. Để dưới phải để dưới rồi. Con để cháu. Để ở dưới bên thăm. Dạ. Không có được. Có chỗ nào đâu để nó con dòm cái không có chỗ nào. Để anh ở đây con còn nói chung là an tâm. Về nhà con lấy để trong giờ nhà vô đó để cái bàn thấy tội quá. Khổ lắm. Trời cô vậy chứ nó không có đâu mày anh mày không có nhát đâu mày đừng có sợ không có sao đâu hồi tối hả hồi tối á tối hôm qua cũng vậy nghe cái quốc qua trong trỏng quảng hồn mẹ ơi mẹ con ngồi xích nè mẹ nghe con không dám đứng ngồi xa đâu trời ơi nó nhát lắm nó sợ nhát. Tối là anh sợ sợ mà con cô ba không có sợ gì chứ á bình thường thôi à rồi tối có ngủ có gặp không 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 gặp anh luôn không có gặp nói làm như là thiêu quá làm sao không có gặp không có nghe hình tích gì hết trơn trời con còn con gặp ba lần ấy chút lượng giúp chuyện ba chết đó là cô thấy hoài hoài cũng thấy về kêu vợ 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 ăn cơm chưa kêu hoài à mà nó cô không có thấy ổng á ổng về ổng kêu hoài luôn ổng về kêu hoài vợ ơi ổng kêu bằng vợ xong rồi vợ ơi ăn cơm chưa nó nói chưa vợ ăn cơm đi vậy đó bụng chết luôn à kêu hoài à bị ổng chết về nghiệp xe nữa con kêu hoài luôn bình thường cũng vậy là thấy về cái kêu vậy nấu cơm cho tôi ăn với tôi nói trời ơi ông đi đâu mà ông về cho ông cho tôi đi với thôi thôi vợ ở nhà đi đừng đi tôi đi mình ơn tôi à kêu nói vậy luôn đó hả nói vậy luôn á nói tôi đi vợ thôi vợ đừng đi vợ ở nhà đi để tôi đi mình ơn tôi à ở đây trời tôi cũng coi luôn hai con không biết hồi nãy sư thầy hỏi sư thầy coi hay là mình gì là xong rồi cũng như mình gửi gì là xong rồi à, xong rồi đó là thầy tự hồi chút tự cúng rồi mình đốt nhang rồi mình gửi vậy nhiêu là có không biết có hẹp rồi dưỡng gì không biết rồi tới 100 ngày giờ mình nó ra còn ra nữa nói thì cô nói sư thầy đi
ấn tượng ở đây sao? Vậy thì nói sao? Với thầy coi nói sao? Nói thầy ơi, thầy cho gửi thầy muốn chịu đi rồi thầy muốn giùm của đồ nó, đồ con cũng cũng ngày con chút rồi lại gặp thầy mình hỏi thầy. Con hỏi giùm cô coi. Nói con gửi 1 triệu này cho thầy nha, đem dùng dạ. Dùng cho con cái bị xa xui quá 100 ngày con hay ra nữa dạ. Tại vì hoàn cảnh phương tiện con hơi khó khăn thì dạ. Cũng hơi khó dạ đúng rồi nói vậy đó dạ. Nói cho chị thầy người ta biết vậy đó rồi ở đây thầy người ta cúng dùng cho dạ. Mình ở đây con cũng... mình hái ra nữa chứ. Dưa mình hỏi coi cái đó coi như dạ dạ. Tại nhiều á con. Dạ. Hỏi giùm cô đi cô cũng... À cô ba sợ là khi cái khi... sợ là thật lỡ. Vì người ta 2 triệu mình đưa có 1 triệu thì kỳ đúng không? Sợ sợ vậy. Đúng rồi. Dạ. Để chút hỏi sư thầy coi sao. Chấm con gửi nhiêu đó đủ được chưa vậy đó. Thì cũng muốn tốt cho con để con đây an tâm. Đi về để còn đi làm, đi lo cuộc sống nữa. Rồi lâu lâu cái đồ của ba với anh Nghiệp đến thăm. Đến thăm có điều kiện á, rồi đi ra đây thăm. Nghiệp nãy Nghiệp nói phải con đi bán con đi. Con đi bán con đi nữa thăm anh dạ. Con. Thấy cũng đứt ruột luôn vậy. Mà con cô đứa nào cũng vậy đó hồi Út quay. Nó hiền khô vậy ngủ cũng không biết uống nữa. Qua đi bán vậy đứng khóc mướt. Thấy đồng nghiệp đứt ruột kia chú. Khóc. Khóc. Tại vì ở nhà ở chung mà về tới cái nó kêu anh nói bằng ông thầy ơi, ông thầy đâu rồi? Tao đây nè. Nó kêu anh nó bằng ông thầy không à. Thương lắm. Kể lâu lâu tới dù tới 100 ngày hay gì đó thì cô cho anh Nghiệp ra đây. Cho đi, cho đi. Thăm anh đó. Thăm anh. Thăm anh đó, dạ. Để cho coi anh như thế nào. Ở đây cũng yên tâm rồi. Khi có rất là nhiều người chứ không phải là một người. Không phải mình anh danh đây đâu. Dạ. Đông lắm. Biết bao nhiêu người. Mà mình sợ hồi mới vậy nè. Không có cúng thường xuyên như mình ở nhà vậy mà không biết có đói khác không vậy cô sợ nó đói còn vậy nó ăn liền liền hả ở nhà cũng vậy nha ăn liền liền nó nhờ ăn á nó mới mập thù lu luôn vậy đó rồi còn sống thì khác nhưng mà bây giờ chết rồi mất thôi mất mất mặt mày thì vô tận hưởng nhang khói như cái trái cây thôi trong này ta cũng tội nghiệp con quá ở nhà lát cái con không có ăn gì bằng con thèm cơm ăn cơm không hả yeah. Bới cơm ăn cô đi cái cô nấu cơm để đó cái cô hâm đồ ăn thì sẵn dặn vậy đó là bữa cơm ăn ăn cơm không à phái lắm con ăn cơm mà con mua bún ăn cô không ăn nữa cô không chịu nữa mua ăn cơm mà dạ. Ăn cơm không à ăn liền liền mà mập thù lù vậy đó dạ. Ăn cơm không mà mập ăn cơm không vậy đó mà dạ. Mập thù lù vậy đó cũng thấy nó hợp 7 mấy ký đó dạ. Mập lắm luôn có khô quẹt cũng ăn khô quẹt chăn nước lạnh cũng ăn cũng ngon nữa dạ. Vậy đó nó ăn cơm nghe nó không có gì ăn nó chan nước mắm con thấy nó ăn con thấy thấy thèm vậy đó ừ. Nó chan rồi nó xới xới cơm nấm đó dạ. Xới rồi cái nó ăn trời ơi cô một cái mình cũng thấy ừ. Nó ăn cô một thấy ăn thấy thèm dễ sống lắm dễ sống con cô dễ sống dạ. Lắm ừ. Bây giờ mình đi kiếm thầy mình hỏi đi hỏi đi để cho mấy cô về cho nghỉ ngơi nữa chứ xa xôi quá đâu nghiệp con đấy kìa cho mấy cô kìa mấy cô ở xa kìa cho mấy cô còn đi về mấy cô đi đi thầy con tháo cái mít cô ba thầy con mít ha ra hỏi thầy đi dạ dạ chút con ra con hỏi thầy hỏi coi có đợi cúng không cô ba ở nhà thì vừa rồi thì em cũng chia sẻ những hình ảnh người mẹ đó là cô ba đến thăm anh danh trong một cái ngôi chùa đó là chùa Vạn Phước ở tỉnh Sóc Trăng nằm ở đường Trương Công Định đó cả nhà đó thì bây giờ thì em cũng xin chào quý ông bà cô chú cũng như là quý khán giả ở đang xem video của em cũng xin chúc quý khán giả là có nhiều phước lành bên cạnh đó những mạnh thường quân đã giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh Danh 49 tuổi không ai bị té xuống ao cũng như là đã qua đời cả nhà thì cuối cùng là nơi đây là cái nơi an nghỉ của anh Danh thì em cũng xin tạm khép video này ở đây cũng như là hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo thì em xin cảm ơn và xin chào ạ.